Mình xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Hôm qua mình với em Kha với vợ có đi theo máy cắt bắt được mớ gắn đó. Bữa nay xuống rồi cho bác Ba Hay với bác Hai với ông Ba. Chút xíu nữa ông Mừ chạy xe xuống nữa. Hãy coi bác Ba chế biến cái món gì. Làm xương xương vài ly. Rồi con đó bỏ con bọc ngập chết luôn rồi. Bỏ nãy giờ mà quấn luôn rồi. Còn rắn cả nhà ơi. Cái này phải là bỏ hai miếng đó luôn rồi. Lấy cái thau lên bỏ. Còn bự bự không nghe bác Ba. Thử số mà wow, bắt ra cho cả nhà xem mà. Nó chừng lủng cái thao quá, chợt nó dưới lủng luôn cái thao. Để ngoài á, để ngoài đất á. Để ngoài ngoài. Đâu tại quá. Yeah. Nè, bữa nay có thêm bác Hai bà Phi nữa. Sao giờ đi đám giỗ làm mấy ly rồi bác Hai? Ừ, cũng làm. Cá này đưa qua, ngày kia đưa lại đó. Rồi hốc hủ ông nào hết đưa thì quất hả, chừng nào nó nghỉ chứ không phải xỉn nghỉ hả bác Hai. Qua tủ lượng của bác Hai cũng dữ ha, no nghỉ ha. Cháu của bác Ba mà. Cháu của bác Ba mà phải ít gì cũng phải theo bác Ba chứ tao có tệ hơn ha. Con trái ruột không có mấy con bự ghê bác Ba, cầm đậu nghe bác Ba, cắn nghe bác Ba cái đầu nó mặt nước đó. Nước chạy cả nhà ơi. Con đó nó mập dữ lắm. Tao con dưới con bự bự hơn nữa bác Ba. Tiền trước con này là bự nhất nè. Cầm đi. Con dưới mới bự thôi, còn con bự nữa. Không, cái con này nó còn nhỏ hơn con này. Bự lắm luôn. Đó, không bự con đó. Ngang ngửa luôn hả? Con cũng ngang ngửa. Cỡ luôn á. Cá rồng luôn. Ừ, con này con đực nè, con có con cái. Sao tôi quất ngon con cá quá đó. Cái cũng có được. Bây giờ bắt đầu mình bắt nước lên, đầu trụng rắn. Bữa nay bác Ba sẽ làm cái món là rắn mình nấu chua với bắp cải á. Còn con hai con kia thì mình sẽ nướng với gọi chút mình trụng gỏi rau găm với mấy con cá chê. Này chắc mập dữ bác Ba. Mập con quá này. Ú rồi. Từ nếu mà gọng 2-3 bữa nữa là con nghĩ nó ốm liền đó. Nó ốm. Thì 2-3 bữa nay cha Minh không có đi theo cùng là do bắt đầu rồi xuống giống xạ lúa ở phía sau hè nhìn mít đó. Vậy vụ sau là trên con thu hoạch trước dưới đây đó bác ơi. Trước dưới này. Đây mới có tới. Đây từ mùng 8 tới mùng 10 mới có xạ. Dạ. Trên con là bữa nay là xạ là 70% rồi. Ôi vậy là dữ lắm rồi. Ngày mơ là dứt điểm á. Cái đống lửa đó là chút nữa mình để dành mình nướng. Do mấy bữa nay trời mưa. Thì sáng bên đây cũng có mấy chiếc máy cày đang xới đất này. Với em Kha cũng mặc gắn xong giờ để bác Ba vô chế biến. Ha, em đổ nước vô cái chảo này nè, rồi đổ nước sạch mình vô ngâm ba cái cải chua mình bóp bóp và cải chua đi rồi sắc cái. Hai con cá chê với gắn mình nướng bên kia. Thay vậy cho mấy con rắn này bữa nay cũng như cái đại tiệc vậy đó bác Ba. Ngon lắm à. Dễ gì kiếm rắn bự đâu. Ăn muối hột ha, muối hột. Có muối hột đi. Muối hột ngon ha. Muối hột ngon hơn. Đánh luôn à. Hỏi bác Ba kìa, bác Ba làm sao cho nó vừa bác Ba. Hết luôn. Hết luôn đi, hai cây đó hả? Hết luôn đi.
cái cải chua. Chua này hôm trước cô Tám ở sớm làm rồi đem lại gỡ cho gia đình mình. Muối ớt này có để đổi không? Không. Khỏi để đổi hết ba. Ông mời cũng nãy giờ cũng mơ xuống, ông mời cũng bắt tay vô để chế biến làm món ăn. Bác hai ơi, mằng mấy rắn phụ làm dãy cái bộ nhức sống rồi lên giỏng rồi. Giờ rắn nướng rồi phải muối ớt. Dạ. Mình ơi, mình để rắn vô mình ấy thử cơ hay là mới chế nước hay làm sao? Dạ. Ấy rắn khử cái cho nó thơm không các bác. Vậy ha. Cái đó cái bộ đồ lòng nè. Cho bộ đồ lòng vô trước đi cho nó ra mỡ. Bữa nay giấy đựng mưa ha bác ba. Giấy đựng mưa. Hôm qua mới mưa rồi, chắc chiều này không mưa chắc đây nữa đâu. Không mưa đâu. Hôm qua thì trên con không có mưa. Không, dưới này qua mưa chiều bác ba không có lợp nhà được. Vậy nói là không mưa đâu mà mưa đây hả? Không có mưa đâu mà mưa đây. Bây giờ thì con gắn nước mình á thì cái đây là cái thịnh hành của rắn nước. Giờ là nó ngon rồi đó. Là ngon rồi, giờ hình như là được ưu chuộng. Ừ. Mà mấy cái tháng kia ăn nó cũng bình thường mà sao nó không bằng tháng này vậy? Cái tháng này là cái tháng của nó, cái mùa này mùa nó. Là có nghĩa là đầu nước lên này là nó mập nó ngon hay sao? Mà nó béo. Nó đủ mồi hay sao không? Không biết làm sao mà nó vậy. Hay là nó mập theo con nước. Nó ngon, nó ngon vậy đó. Mình cũng không rành luôn. Chứ đó bây giờ nó tháng này là tháng của con cái nước rồi. Nó đầy đủ mồi màng hết ta? Dạ, nó đầy đủ mồi. Đây ông ba đang đây. Wow. Bốn con mồi này cũng dữ lắm á. Nó xây hay gì ông ba? Nó xây. Nó chêm nó là đường một đâu, sớm con quên nhắc bác ba điện bác năm á, lâu quá mấy tháng nay không gặp bác năm. Giờ muối ớt này là phải có chanh phải không? Dạ, muối ớt này phải có chanh phải không? Mà nãy mình giờ mình ăn lẩu rồi sao bác ba? Khỏi chanh đi, rắn nước nó phải ấy chứ anh, ăn lẩu là nước mắm để đi. Vậy là lẩu mình ăn nước mắm. Ừ. Còn rắn nướng thì mình mưa ớt. Do mưa nó cái củi của mình nó không có được khô cháy quá khói. Hôm ngày bác ba gặp bác năm đó mà. Bác năm thấm á. Không. Con có không? Có một lần tao đi về tao gặp, tao đi như tao đi dưới về. Cái này y cũng ít nhậu nữa. Tôi gặp. Trời làm chút xíu anh. Mà ngon rồi. Ừ, cho nước hết qua. Ừ, cho nước qua. Dạ dạ, chị ơi. Đó. Nhậu đã. Ba cái giờ ngưng nghỉ hả bác? Dạ phải, còn làm về ly làm với bác ba con. Vậy cái gì cũng có một phờ chân hai bác ba. Rồi cũng phải gác kiếm thôi. Này là đệ tử cung qua thu. Dạ. Đó y làm y tế tới giờ là y ít nhậu. Rồi bây giờ y về hưu luôn rồi, nghỉ chích thuốc luôn. Mà hồi lúc trước là có nhậu không bác ba? Có, chốt nhậu thì cũng dữ lắm. Dữ. Thì ai con thấy cũng vậy chứ, lúc ban đầu thì làm dữ dằn thì hai. Sau thì sẽ giảm lại và nghỉ luôn. Sao giờ ồn là mấy chiếc máy cài ở đây. Ba chiếc. Còn y tế nhóc khác nữa anh ba. Khác nữa. Này đệ tử của Ba Thu. À đệ tử Ba Thu hả? Chẹn mưa của bé hai nào tới cho tôi biết có thằng trong đó có thằng Phúc với Phúc thì đó hai chuyện mâm chồng nè. Thằng Phúc cũng lính Ba Thu. Cà chua vô. Đây là cái phần
Mang răng bữa nay nó chui với chui vô bụi cải. Bụi cải hết. Cái này chút mình bắt lên cái lò không ta? Dạ có bếp ga con có bếp ga. Đặng mình ăn với mì á. Mở ra sức à, gà đẹp lắm, béo. Lầu bữa nay có mỡ là bữa nay chắc hơi mặn mặn chút xíu ăn mà thấy đường về được rồi. Làm gì là cũng phải thấy đường về nha, sợ con sợ mất mưa thôi. Cái chảo của mình chắc cũng chín rồi đó bác ơi. Chín rồi, chín quá luôn rồi vậy nữa. Quá chín luôn. Vậy là mình cho ấy vô đi bác ba. Rồi chuẩn bị anh ba lên đồ này kia giấy gian gì đi anh ba ơi. Cho này ha. Dạ, này rau cần tàu vô cho nó thơm. Cần tàu cho nó thơm. Thấy vậy cho nó dai dai cạp chứ mà ngon, còn chín ngon, quá chín nó mềm nó hết ngon. Nó mềm với nó hết ngon. Mắt mùi rắn. Rồi. Quá khứ. Này nãy mình quên sắc ớt không bác bà. Cho thêm lấy cái kéo. Trái hay trái ớt vô đây. Quả trái mùi chét luôn. Kéo mà được. Nhấp. Vô quyền sắc tổ đất đất ông bà ông ta bà cậu. Chèn vô trộn lên. Chèn cho nó thấm không rắn. Đây cái rau găm này. Chúng mình để vô mình trộn một cái rồi mình kẹp luôn. Bữa nay mình uống rượu gắn hả? Ông ba. Nguồn cắt bán đồng là lời lắm nghe ông Mự. Mình là kinh doanh mình phải tính vậy mới được. Thì ông bà đây cũng về ăn uống phục hộ độ ông ơi. Bây giờ anh em thì cái tầm này giờ đây bắt cũng được rắn rồi cá mình cũng làm hai món. Cá thì nướng, rắn thì mình làm. Cải cái màu mà đưa cay giờ mà đưa vô cay cái nữa nè, để chỗ này chống chống để cái dĩa đó qua được không? Để cái ly để ngay giờ. Thôi mọi người chống chỗ này để cái dĩa cá chê qua cho ông ba luôn á. Để đó được rồi. Để cái con bẻ lên là à vậy để cái dĩa qua đó đổi dĩa ngược này lại không? Tại vì ông ba không ăn rắn. Đó, còn cái này thằng này nó thua rắn cái này. Hay vậy ta. Hả? Cố ăn mà là cảm ơn anh nghe anh ba. Thôi bây giờ mời. Rồi, mời xin kính mời các anh. Mời mấy ông quốc mặt quốc mài chỗ này cũng nhiều uống rượu mấy ông ơi. Hộ độ anh em quốc mài thì hưởng ứng chứng minh phù hộ độ cho anh em tụi tôi đặt tay bé chân có mồi. Hai cái thì ở đó mình nhấp nhấp lượm luôn anh hai, lượm luôn nha. Cái này không mời uống ly rượu này có khác rượu như nào không? Sao? Khác không mời. Khác không? Khác hình như cái rượu này nhiều có chất thuốc nhiều hơn. Chất thuốc nhiều. Anh hai nghiệm thử phải có chất thuốc nhiều hơn thuốc, anh. Thuốc. Có thuốc rượu. Ông muốn thì bà khen. Tôi được uống bà bệnh. bắt cái bếp lên sôi. Đó. Tính ăn cái đu xích cái đạo. Cho nó nóng cho thầm kha. Ngay không ngay rồi. Dạ. Nãy con gắn. Rồi đó, đâu bác ba nhận mạnh đó. Rồi vô đó. Cái nữa bác ba. Rồi, xong. Vừa ăn không bác ba. Mì ha. Mì. Tràn nước đó hả? Không. Em mới ăn cái.
ghê xuống rồi. Cái này vừa ăn luôn. Vừa không? Vừa. Bây giờ anh ba cho em mượn cái chai anh ba. Để ở đây chắc mình em nhỏ ăn hết rồi để em rót cho. Nếu mà em thấy anh ba anh làm hết ly đó đi anh ba. Anh cảm ơn em. Chứ dụ, còn dụ quá. Bữa nay Kha uống xì tin ốp lạnh. Cảm được không bớt hai? Cá dai không? Cũng phải được thôi. Chăm chăm lại cái cho nó có mùi mới mới. Giờ mình đưa lên ăn ly cái đây. Con lên. Làm con thấy thèm quá. Có gì mong rất mong cả nhà thông cảm. Thì đôi khi cũng có trong một hai cái bình luận nói tại sao mà lúc đi bắt cực khổ này kia mà không có mấy ông sư phụ, mà bắt cực khổ về rồi tới làm món nhậu này kia có mấy ông sư phụ, thì mọi người cũng thông cảm. Tại vì mấy bác cũng lớn tuổi rồi, đâu có đi theo mà săn bắt trải nghiệm mà nguyên một ngày được. Thì dạng mình như là con cháu thì có cái gì ngon, con gì ngon, con gì bự thì cho mấy bác mấy ông hay làm món gì đó rồi nhâm nhi. Rồi như trong cuộc sống thì mấy bác có cái gì hay á thì cũng dạy ba chỉ bảo cho mình còn nhỏ để mình làm ăn hay là làm cái gì đó. Phải dùng tay mới được. Thôi tiện lợi giờ thế này Minh ơi, cũng nhắn gửi tất cả các bạn ở trên xem qua cái kênh YouTube này nè. Nếu mà các bạn nào mà muốn về đây tham gia với bên gốc làng quê thì cứ về gặp anh em tụi tôi sẽ hướng dẫn rồi cùng nhau vui sống trong tuổi già cho nó hạnh phúc trong cái lúc giờ xế chiều hết ba anh hai đó là xế chiều lại nhờ gì còn dài hả Kha? Dài cặp tay rất biết sao gắn nó bự lắm, con gắn nó bự quá, hầm vậy là vừa đó chứ hầm nữa là cái thịt nó bở luôn. Được. Cái da nó mềm nữa, thịt nó bở luôn đó bác ba. Bở luôn. Ồ cái đó cái bộ đầu lòng. Không, cái đó. Bắt đẩy vô cái mở chào mép bác ba ơi. Khổ quá khổ. Rồi. Vô chưa? Thấy bác làm thì sao tôi thèm. Tôi quốc cái cắp cái canh chua này thấy vô. Cái bộ này. Có lý quá anh ba. Được rồi, vô cái rồi. Cái nồi canh chua này chắc hơi tốn rượu nhiều quá. Còn thấy cái nước nó chua chua, nó dừa làm sao không mà. Đúng rồi. Nãy giờ cũng cá chê này cũng mập quá. Bây giờ nếu mà mình thưởng thức cái màu này không á, cái màu này là rau, cái màu này màu nướng mà không thưởng thức cho được. Quất luôn. Thấy vậy cho cái dĩa khô đó là một hồi cái khúc sau là ngon lắm đó bác ba. Bây giờ tôi nói chúng người nghe là có cái gắn này nhỏ nhỏ không ăn hồi chưa răng lớn mới ăn còn nhỏ nhỏ không ăn cỡ 11 tuổi là cỡ đó là đồng này gắn một cái gắn này đâu ăn đâu nói ăn ra gắn gì voi gắn gì cá bự con chắc 2-3 kg không à? Tao mà đi mà mần cỏ với bà nói mẹ, chung nói con gì voi với gì cá là ngon à, cỏ mồm lên như vậy mà. Nè rồi lấy cái chát bề ngang là 3 tấc vậy đó, sắn vuông ra chi là lật lại là cho nó héo cái ung. Có nghĩa là mình dọn cỏ ruộng của mình đó ha không ba? Rồi nướng nướng rồi giống như nướng lèo luôn hả? Đâu phải rồi được con ngắn đảng sáng mới vô mới 6 giờ ngoài cái được con ngắn gì voi về cân 3.7 kg. À có cái gì cái cạo da mượn bà ngoại hầm dùm với hầm xả ăn cái gì 11 giờ gì cái là làm bộ đồ lòng dưới một cút vậy nè. Con rắn gì mà nấu cái thịt nó nở anh? Rắn dì voi. Rắn dì voi. Rắn dì cá đó không? Dì voi là dì voi, còn dì cá thì cá. Dì cá là trắng, còn dì voi là khoan. Cái con trắng di cá thì nó trắng nhưng mà ở dưới bụng nó có bong bong như là bong bong hơi đen hơi. Cái ăn đó rồi cái đi bắn đu ly là nó sắt một cục. Nhưng mà không biết bắn làm. Em biết rắn
tới chiều cá với con dòi dòi mà không phân biệt. Một phần nó luôn. Còn gà con dòi dòi á. 3kg 7 nó nặng đẻ luôn. Mình ăn ông ba là làm. Rồi rồi. Tối cái nó lạnh lạnh. Con nào mình lạnh lạnh nhất. Con dòi dòi là tôi nói cỡ nào cũng nó lạnh vậy. Dính trên. Ví dụ là nhảy qua là nó đáp lên. Nhảy qua là dính, nhảy qua dính rồi không biết. Dòi. Dòi. Một con 2kg mấy mà 3kg mấy mà bắt ba ông ba làm cái đó mà quá mặn vỡ ngán luôn. Bởi vậy lúc mùa đó là ông ngoại tôi vậy là ngán luôn tới giờ hả? Cho mà tôi ăn cũng nhiều quá mà tôi không ngán đâu. Ăn như tôi đó là dạ dạ anh ba thấy thấy mình mà. Ăn rồi mình uống cũng không quên được cái công ơn của chị hai. Dạ. Dạ. Nó tiếng gọi chị hai đi dòm trả lời đi rồi đây cho em mình uống nào thôi đi nổi gâu nổi gâu rồi thôi đi rồi nắm cái bỏ vô nắm bỏ vô đem lên quẩy muốn rồi không vô nó thế vô lên cái này nữa có khi nào mình lạch da uống cũng bắt nhai cắn bắt đầu nghe kể qua bắt thèm bắt đầu quất ly rượu ngon hết sức là ngon vô bỏ cái dưới ngày xưa bây giờ ngược kể ngược uống vậy cũng như là hai chồng có thằng đó ở trong đồng nó không có gì ăn hết trơn, nó nấu cơm ra rồi không có gì ăn hết trơn, thế nói là thôi bây giờ hai chồng mình để ăn thôi. Ở đây góc làng quê là U70 đổ lên có cái này U16 anh hai nước ngon lắm, coi dặn lửa hết lên luôn ông ba cho nó nóng nó sôi. Nó sôi rồi bớt rồi đó chứ còn gì nữa anh ba ơi. Bây giờ nó ngay đến ngày ăn ông mời cũng còn tốt quá không mà có chứ chú ăn đó hả trời ơi. Ở anh thèm là anh gọi là nhà nghề đó. Tôi không nhà nghề nhưng mà tôi đi đâu hay tôi bỏ theo vậy đó. Tôi đó hả? Rồi đó là nó cao bắt đầu bứng da bắt đầu rễ đọc lát nữa. Còn ông này hả? Muôn năm giờ chú kiếm một miếng không có nữa. Anh hai là không rớm không? Không kiểu. Giờ mình lấy chai khác. Không ổn nha. Bây giờ bắt đầu lấy chai khác. Cái thằng hết chai này mình lấy chai khác. Nó nhậu cỡ nào nó cũng nhậu mà ớt nó không dám lấy không dám đụng tới chai hết. Tôi bây giờ không được. Tới tôi gì đó. Hết này rồi anh ba. Không hết tôi lấy cái khác. Tới tôi mà mưa hoài. Dạ con mà ông mà. Dạ. Cái trước khi lợp á ổng để một đám cái lợp từ lỡ tới giờ mưa hoài lợp chứ rồi mới ai chắc phải rồi. Bữa nay thì nói chung là bác ba làm món này thì nãy giờ mình vô thì cũng có làm hết một cục mà ăn rất là vừa miệng và ngon đó, nhưng mà phải có cái bếp ga nó nóng nóng gì đó ngon quá rồi ông ơi, sao bạn làm ngon quá không làm cục được dài rồi ăn không bác ăn dáng bát này là ông mà làm cũng thấy nó lạ lạ, nó không có đỏ. Đúng rồi, không có giả, nó không có đỏ như chén bát mình làm. Này là ăn là phải cầm tay luôn chứ cầm đũa là không xong. Cái đặc biệt nhưng mà ông phải tăng cái ớt tôi ông mới thấy thấm thía ổn, để từ từ mà nhờ cái đó vô mới đã đâu mà tôi còn nướng á. Mời nhai xương luôn hả? Ông mời nhai không nổi, nhai không nổi đâu. Tôi thấy ông mời còn cầm cái xương sống hả? Đó thì nhai từ từ thì mất mỡ nhai đâu nhai không nổi làm sao không nhai nổi. Ba cứ rắn mà bỏ cái xương này hết hả? Tôi cá, tôi tiết kiệm từ từ ly từ tí. Con nhớ gắn này là cha con kể lại hoài là mày ăn đi mày dai cái ớt vô mày biết liền và đá gì đâu nó phao cái biển mùa nước nổi này nè là nó thứ mà 7D á bác ba, có nghĩa là cái lúc mà cỡ tháng mà mình con nhớ như cỡ tháng này nè hôm qua rồi cái nước mà 7D mưa nhiều quá rồi cái đê mình nó chịu không nổi nó bể hồi xưa nó đâu có cái bờ bự như gì đâu. Ngon lắm. Rồi nước vô nó tràn cái nó ngập linh láng trong vòng chỉ có một đêm mọc ha. Rồi bữa sau là nó lên trên tàu gáo nó ngồi có con. Ờ tao lượm rồi. Lỡ con bự con bự mà bự lượm rồi. 6 7 17 á lúc đó mình chưa ra đời đâu. Hồi xưa là cái kinh ô lông dĩa ba. Cá không trong trùng đẹp luôn, cá đâu mà tập hợp vậy đó, cắn cái ớt 77 á, ông mời 78 á, tại vì 78 79 đúng không? Là nói tôi là lá là hai, 78 lá,
bãi kín cũng màu láng giá được. Láng là nước nó lên nhanh quá, nó chụp luôn lúa mùa mình không coi. Lúa mùa lúc mình trơn luôn. Kể như láng động á. Nó lên hay không kịp hay không? Lúa mùa nó không lên kịp đâu. Vậy là mình lỗ trong tay luôn hả? Trắng tay. Một ngày đem lên tất, ngày đem lên tất á. Lụm luôn á. Lúa mùa là theo kịp không? Trắng tay luôn không? Bị trắng tay, nó bị bại, bị đám, bị chín. Lại qua lại rồi mới còn mà thằng ngao một tấn thì lúa mùa bị chết chứ nổ xa xuống rồi chỗ con rắn bự gì nào ngon hơn gì đấy thịt chứ một cái giáp mà đồ đi đủ chỗ ba làm ghen ghen một hồi mở mình lóc cái gánh gì vừa nấu cái cua cơm mẻ lóc đó rồi cái mỡ nó ra nữa ngon lắm. Cái mồi này là cái mồi để khúc sao nè. Ủa, tới mặt xanh dưới hết đó luôn rồi, tới giờ này nó nhiều luôn. Ngon quá. Thôi con mà bà. Khai lũ lần đầu tiên á. Tôi hứa tôi nghĩ tôi không bao giờ. Không, nói trong bụng mà nước quá trời. Bắt đầu thèm thèm. Mới có ly cũng còn ngái nha, ngại ngại nha. Út cho ba ly bắt đầu nóng nóng rồi bắt đầu. Hốt lại liền rồi. Không, được. Được. Hốt được là hốt rồi. Nhưng mà không biết sao vậy không? Mình lây mấy người nước bà con gì đâu. Nó đau bụng đẻ đẻ nên nó là nghỉ rồi. Mà nó vừa cái này mình vừa kia. Ơi, có là đẻ nữa. Mở vậy sao má ai? Có không đẻ mà có còn con đẻ nữa. Ngon lắm mà. Mình uống vụ nữa, ông vụ. Nói gì? Tiểu đó, ta cấm cho cấm ông đó. Đây là nào không nói đi bà. Trời, đi bà. Mình trộm lên cho cái phần ở dưới nãy giờ nó cũng mềm mình. Lấy cái phần ở dưới. Đấy, quá. Cái chảo này là cái chảo đắt giá quá. Sáng giờ bác cháu mình làm xương xương hết chai máy rượu và mưa tới. Yeah, cái chai rượu đầy đó là tặng cho ông Mười, còn hai cái chai kia mình xác ra. Mày sao vậy? Sao rồi bác hai? Tốt, mình chia tay, mưa sắp tới một bên rồi. Thôi bắt đầu mình giọt. Để chuối mãi sao nào rồi. Tôi chia tay, mấy ba tôi giọt rớt không ơi. Mưa đó cũng lợi lắm. Chạy lại gai nha bác hai. Trời ơi. Bây giờ mình phép cô chú anh chị và tất cả các bạn cho mình kết thúc video này, mình hẹn là video ngày hôm sau. Giờ mình dọn dẹp đồ vô để mưa tới rồi mình chào cả nhà luôn. Khơi chào cả nhà.